giờ, công chúa Lauren sẽ đố các bạn đánh vần. Bạn nào trả lời to nhất sẽ được thưởng 10 điểm đó nha. Yay! Yay! Is this a boy or a girl? It's a girl. Yes, it's a girl. Repeat after me. Girl. Girl. Can you spell girl for me? G-I-R-L. Girl. Good. G-I-R-L.